Whoa.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Em đi đâu về hả? Con bé em đi đâu về hả? Su đi đâu về đây? Su đi đâu về đây? Su đi đâu về đây? Su đi đâu về đây mà chị Su phải ôm về hả? Su đi đâu hả? Hay là chơi chó phải không? Chơi chó phải không? Em Su đi chơi chó về phải không? Đói bụng chưa? Đói bụng mẹ đi lấy đồ ăn cho ăn nhá. Nhá. Ăn không? Lấy đồ ăn cho ăn nhá. Đây, hai đứa ngồi đâu nhỉ? Ngồi đâu rồi mẹ đi lấy đồ ăn cho ăn nhá. Đây, Mimi ngồi đây ôm em cho mẹ một tí để mẹ đi lấy chuối cho hai đứa ăn, lấy sữa cho hai đứa nhá. Su này này, à Su không muốn nữa, à Su không có muốn, ăn chuối hả? À thích ăn chuối thì để mẹ lấy chuối cho ăn, để lấy chuối cho Su ăn, để cho chị Mi chắc có chị Mi được. Ăn đi con. Ăn đi con.